kính mến cộng đồng mạng, kính nhẹ. Tôi có đôi lời, tôi nghe cháu Vũ lên nói vài câu, lòng tôi cầm lòng không đậu, nước mắt tôi đã rơi. Vũ ơi, con lên câu thơ, cô rất đau lòng lắm. Hen, cô rất thương con nhiều, con ráng cố gắng lên nha con Vũ. Vì cái câu nói của con á, con nói câu thơ gì? Hen, người ta có tiền, người ta đi lo lót, con không tiền, con đi tìm công lý của con. Hen, công lý ơi, trở về với tôi. Câu nói của con, cô đau lòng lắm. Chỉ một câu nói, con nói em gái bé bỏng ơi. Anh dù hy sinh bản thân này, anh cũng đi tìm công lý sự thật về cho em. Em ở trên trời, em có thấu, anh nhớ em nhiều lắm. Em gái bé bỏng của anh ơi. Nên câu nói của con, khán giả đều phải đau lòng, động lòng trời luôn. Câu nói con mà trời rơi lệ, mưa lắm mưa rất là lớn. Nghe con, Vũ ơi, gia đình con ở đời tu hiền đạo đức quá. Lý do nào ập tới gia đình của con, cái sự mất mát, tình thương, yêu thương trong gia đình của con như vậy? Thôi bây giờ cô có đôi lời phiên con, ráng cố gắng lên nghe Vũ. Con đừng bỏ cuộc cho em con nha con. Cô có đôi lời phiên con, nếu con xem được cái clip này, con hiểu cái lời cô nói nha con Vũ. Còn điều thứ hai, bà Năm ơi, tôi nói cho bà nghe. Cái câu nói của bà, tôi phiên bà, lương tâm bà làm người lỡ đi. Bà nghe thằng Vũ nói vậy trong tim bà đau không bà Năm? Chỉ bao nhiêu khán giả đều đau hết, mà không biết dòng họ bên bà đau không bà Năm? Nếu bà thương con Hà, bà phải đau tâm về cho thằng Vũ và hai đứa cháu bà, con Linh và thằng Sơn. Bà nên hiểu, nó đã mất mẹ rồi, vòng tay mẹ không còn ôm con nữa. Nha, bà thấy đó là bà đáng thương lại con cháu bà. Tôi lên kinh này, tôi gọi phiên bà. Cái tình đạo đức với nhau, đàn bà với nhau, bà nên hiểu. Nha, bà Năm, bà nằm đêm bà suy nghĩ lại đi. Rồi bà, cái đường đạo đức của bà trở lại như xưa đi bà Năm ơi. Bà làm lỗi bao nhiêu thì bây giờ bà chuộc lại bao nhiêu đi, tôi phiên bà. Còn tôi phiên bà điều nữa, bà Năm ơi, đồng tiền tôi nói cho bà nghe, đồng tiền bà đi lo lót như vậy đó, bà ngưng lại đi, bà đừng có lo nữa. Nếu bà lo sau này á, rồi gia đình bà phải chịu khổ, chịu nghèo. Tại vì đồng tiền bà lo hết rồi, vụ án này á, nó phải ra trắng trợn thôi. Nó phải ra mà kêu bằng nó ra minh bạch luôn, chứ không có chìm được đâu nghe bà Năm. Bà đừng có ngu dại nữa, bà tỉnh lại đi. Bà tỉnh lại đi, tôi phiên bà tỉnh lại đi. Trước sau gì vụ án này nó cũng phải ra. Rồi bà đi lo tiền lo bạc làm chi mà bây giờ bà phải chịu khổ. Tôi nghe nói rồi, tôi nghe nói bà bây giờ á, nghe. Bà lên cái câu bà nói con Hà nó giữ tiền, thằng Tính không có giữ. Em bà Năm mà tôi nói cho bà nghe, đàn ông thì như cái đăng, đàn bà thì như cái đó. Mà nếu cái đó nó không giữ chặt á, thì gia đình không có hạnh phúc. Nghe bà Năm, cái gia đình nó không có hạnh phúc được. Cái đó mà nó lũng rồi là gia đình phải tiêu tan, nhờ cái đó nó chặt. Nên gia đình mới được hạnh phúc với nhau, có ăn no, ăn cơm no và áo ấm với nhau là nhờ cái đăng. Cái đó, con nói gì với cái đăng á là thằng Tấn nha, tôi nói gì cái đăng là thằng Tấn. Cái đăng nè, thằng Tấn á, nó cái đăng là bị gì? Cái đăng nó đăng gian, nó đăng gian mà nó không có cái đó á, làm sao mà cái đăng gian này nó giữ được, phải không? Nó phải đi ra hết rồi, nó phải tiêu tan tài sản của nó, nghe không? Rồi không có còn cái gì mà để ấy. Bà lên bà phiền trách Hà chi với bà Năm, bà nói bà thương Hà quá, mặn Hà giữ tiền chứ không đưa cho thằng Tấn. Bởi vì con Hà nó giữ tiền không đưa cho thằng Tấn thì ra thằng Tấn mới giết Hà, phải không bà Năm? Cái vụ này bà hiểu hết trơn á, thấy không? Còn tôi cho bà biết, bà lên bà nói á là em cái tình đạo đức của bà, nay đâu tôi phiên bà đi, cái tình đạo đức của bà nay bà tỉnh ngộ lại nha bà Năm. Bà Mừ, bà Tư, bà Ba, mấy chị em bà nên nghe cái câu nói của thằng Vũ đó. Mấy bà nằm đêm suy nghĩ thương lại đi, và ra cái gì thú tội hết đi.
đừng có để mà dòng lao lý nó rất khổ lắm nghe bà Năm, vô dòng lao lý rồi nó khổ, rất là khổ lắm. Cái tình thương mà tôi nghe thằng Vũ nó nói rồi, nó thiệt với bà, nước mắt không ai cầm lòng đậu hết. Tại vì cái đường công lý bà có tiền thì bà đi bằng tiền, còn nó không tiền nó đi cái đường công lý, nó kêu công lý ơi trở lại với tôi. Là bà biết cái tiếng nói đó là biết đau đớn biết bao nhiêu dân chúng quần chúng ở đây nha, bà nên nhớ cái câu đó. Còn một điều thứ ba là tôi nói nè, cho thằng nông dân nè nha, nông dân á, tao cho mày biết gì, mày lên mày nói á là lăng đang lăng thành phố Sài Gòn á, mày lên mày nói với ổng như gì nha, lấy cậu nó là mày nói á, là cái mặt cậu nó như là cái đít con trâu nha. Đang thằng nông dân mất dạy ơi, mày đừng nên nói vậy. Cái đít con trâu với nó có giá trị lắm đó con, cái đít con trâu nó giá trị dữ lắm đó, mày đã hiểu con trâu là nó giá trị đó. Còn cái mặt của mày đó là mày biết cái gì mà nó không có giá trị không, là cái không có giá trị là mày biết rồi. Cái mặt mị gan cái đó đó, tao không nói ra, cái mặt mị gan cái đó đó là cái không có giá trị đó. Còn lang thang Sài Gòn á là cái mặt cái lũ đít trâu chứ có giá trị dữ lắm. Mày lên mày chữ, mày chữ mày mắng, mày lên tầm bậy tầm bạ, mày nói là lang thang Sài Gòn á là cái mặt như lũ đít con trâu, còn mày là cái mặt mày lũ đít con gì, lũ đít con gì mà lũ đít cái con đó người ta không cần xài đó. Cái lũ đít đó dơ dữ lắm, cái đó là nó dơ nhất trên đời là cái mặt của mày đó nha. Tôi cho mày biết nó dơ chưa từng thấy dơ luôn nha. Nên con mày hiểu lại, mày đã nằm đêm mày hiểu lại coi, mày nói cái lời đói nói á có ai khen mày không? Phải là người mày lên mỗi một câu nói mày lên là trúng chữ mày, mỗi một câu nói lên là trúng chữ mày. Mà sao mày lên mày nói như kia vậy? Tao nói thiệt mà, ai cũng vậy, cha mẹ mình tạo mình ra có tay có chân, có hình có dáng, có đầu óc thông minh. Thế cha mẹ mình tạo mình ra, tại sao mình không biết giữ gìn? Mà mình trưởng thành lên rồi mình để đem hại ngược cha mẹ mình gì? Nông dân mất dạy, tại sao phiên mày hoài mà mày cũng lên mày nói cái câu mà mày hạ nhục người ta hoài? Mà mày hạ nhục á lan sang Sài Gòn á, rồi mày có suy nghĩ là cái bản thân của mày không? Có suy nghĩ là bản thân của mày không? Bản thân của mày có ai dòm ai ngó không? Phải là mày lên trúng chữ mày, tại sao người ta lên người ta coi mà còn mày lên trúng chữ mày làm sao? Mày phải suy nghĩ lại nghe, mày phải suy nghĩ lại đi. Tao nói cho mày suy nghĩ lại, gắng suy nghĩ lại đi nha. Bởi tao nói đức là tấn tài nha. Nông dân mất dạy đức tấn tài. Mày đừng có binh theo thằng Tấn nữa. Mày binh theo thằng Tấn càng ngày mày càng gục. Coi cho mày biết cái đường chánh trị bây giờ đi đó không có bao lâu đâu, bảo đảm với mày. Hai tuần trở lại đây vụ án này nó phải ra nha. Vụ án này phải ra, tao cho mày biết trước. Tao nắm chắc chắn 100% vụ án này hai tuần trở lại đây phải ra nghe. Nên tao lên tao khuyên mày với bà Năm á, tỉnh ngộ quay đầu đi, chứ đừng có nên mà theo cái bọn tà phái nữa nha. Tà phái nó kêu bằng tà phái nó không có tránh tránh được đâu, tránh người ta mới thắng đi, rằng người ta tránh người ta khổ, người ta đau, người ta chịu lận đận lao đao, chứ sau này người ta thắng người ta tránh nha. Còn á một điều thứ tư á, tôi nói gì nè, cho chị ba là bà già chồng Hà nghe, là má thằng Tấn á, bởi vì chắc tôi nói cho chị cũng không nghe được, mà điều tôi phải nói tại vì chị vợ, chị nằm chị coi chị giật không à, chị nói chuyện cũng không được mà chị đi cũng không được nghe, chị liệt giường liệt chiếu rồi, mà điều tôi phải nói chắc có lẽ em út chị nghe chắc cũng thật là cho chị biết. Trước khi á chị đâu có thương con Hà nghe, trước khi chị không có thương con Hà, từ đó giờ chị không thương Hà là vụ có một cái gì. Con Hà, thằng Tấn nó quỷ quyền nhà của con Hà, lợi cho con Hà, là chị thù con Hà cho những mãi mãi. Mà chị ba ơi, chị nói như gì sao mà chị với bà Năm sao ngu quá à. Nói là cái tờ quỷ quyền á, để chính giữa, rồi thằng Tấn không biết nó ký. Mà sao chị nói có đôi vô lý quá à. Bởi vì tờ giấy ủy quyền á, tờ giấy đem ra pháp lực rồi đó, đem ra công an á là người ta phải giặt từ tấm nha chị. Thằng Tấn nó đâu có ngu mà nó đi ký nghe. Mà cái này nó coi cho kỹ,
nó mới ký thôi. Mà thằng Tuấn nó ký nó trở lại ra chị thù quán con dâu chị. Hen, chị thù quán con dâu chị chữ mắng con dâu chị. Này kia nọ, hen. Rồi á, bà Năm á, tôi nói cho bà nghe gia đình của thằng Tuấn á, gia đình của thằng Vũ á, bà thấy rất hiền. Hen, bà đi qua á, bà đặt điều, bà nói á, gia đình của thằng Vũ á, không có tiếp xúc bà, không ngó ngàng gì tới bà hết á. Làm gì trong kiến trúc, tại vì á không tiếp xúc là như gì, tại vì á con người của bà độc ác quá à. Bà Năm mà bà giết hai người rồi, một cái thằng sinh đôi đó bà giết cái sinh niên, bà nhớ không? Nghe không, bà thủ tiêu người ta luôn, người ta giớt xác á, bà ém bà chôn luôn, bà cho gia đình ta có hơn 100 triệu rồi. Còn thằng á bà gài điện cho hè, bà điện giật chết á, nghe không? Bà có nói ra bà cũng á, cho người ta cũng có 100 triệu à. Thôi bây giờ á, ba cái vong hồn rồi, bà nên tỉnh ngộ lại đi nghe bà Năm, bà nên tỉnh ngộ lại đi. Tôi khuyên bà, tại vì tôi nghe cái lời của cháu Vũ lên nói á, nói thật với bà tôi không có chửi bà nữa. Bởi vì cái câu thơ cháu Vũ nói á, nước Bắc rơi hết cả nước Việt Nam này luôn, chứ không phải một mình anh tôi, rơi cả hết nước Việt Nam này luôn, rất đau lòng. Ra đi vì của cháu Vũ. Mà đi tìm công lý cho em, mà nước mắt hai hàng, động lòng trời, ông mưa luôn. Cái câu nói là em gái bé bỏng của anh ơi, em gái yên nghỉ đi, dù chết bản thân anh cũng đi tìm đường công lý cho em. Người ta có tiền, người ta đi lo đi lót, còn anh không tiền, anh lợi bộ đi tìm công lý cho em. Nghe, bà nghe cái câu đó rồi á, bà nằm đêm mà suy nghĩ đi, dân chúng quá đau lòng rồi bà Năm ơi. Bà nên suy nghĩ lại, tỉnh ngộ lại nha bà Năm. Bà với tỉnh ngộ lại đi. Còn á, đối về với á, thằng Tuấn á, cô á, giờ này á, con không có chữ con, mà cô nói cho con hiểu cái đường công lý nè con. Con ơi, tình nghĩa vợ chồng 100 năm gắn bó nha con. Mà con á, có lỡ á, con tay á, lỡ tay mà làm chết vợ con, cô khuyên con ra chịu đầu thú đi con. Con đừng có để mà cho liên lụy dòng họ con nữa nha con. Giờ này á, cô nghe cái thằng Vũ lên nói rồi, cô không có chữ con nữa đâu. Cô khuyên con nha. Bởi vì á, con cứ lên câu này con nói hoài à. Con nói á, là vợ con chết á, có nhân chứng không? À, có nhân chứng không mà bắt con? Còn bây giờ cô hỏi con, vợ con té dưới sông có nhân chứng không? Mà con nói là vợ con té dưới sông mà có nhân chứng không con? Có ai thấy vợ con té dưới sông hay là không? Con sao đo sánh lại hai cái đường đó, con so sánh lại nha. Con so sánh tại sao con đòi cái nhân chứng? Con giết vợ con, còn vợ con té dưới sông. Còn đằng này hỏi con có nhân chứng nó nằm ở đâu con? Có nhân chứng thấy Hà té sông không con? Thôi giờ này cô nói con tỉnh ngộ đi, con nghe thằng Vũ á, anh vợ con á lên nói câu nói đó đó, chắc có lẽ con phải nghe rồi. Con tỉnh ngộ rồi đi, con còn hai đứa con nữa nha. Nếu mà con ra con thú tội á thì nhà nước khoan hồng cho con. Con thương hai đứa con á, nó mất vòng tay của mẹ rồi con ơi. Bây giờ còn có mình anh con à, bây giờ con phải quay trở lại đi. Lận mà con vào tù, vào dòng giao lý rồi á, con phải ra, còn hai đứa con nữa nó cũng nhờ bàn tay của con. Nay cô phiên con, thôi con quay trở lại đi nha con. Tấn, con ra chịu thiệt đi con, không có gì mà để tôi nói á, người ta quánh người chạy đi chứ không ai quánh người trở lại đâu con. Người ta không phan hồng cho con, dân chúng cũng phải xem xét lại mà thương cho con. Nếu con thú tội, con thương con thú tội đi. Rồi lần này á, dân chúng cộng đồng cũng tha thứ cho con, nghe không? Không bao giờ mà để xem xét cái tội của con nữa. Tại vì trên thế gian này ai cũng phải có lầm lỡ hết trơn á nha con. Cô lên nói cái câu về tình về lý cho con biết, cô không có chữ con nữa. Tại vì cô nghe thằng Vũ á, nó lên nó đi tìm công lý cho vợ con đó, là em gái của nó đó. Một câu nói mà em gái bé bỏng ơi á, anh đi tìm công lý cho em nha, là một câu. Còn một câu thứ hai nữa, em gái bé bỏng của anh ơi, em yên nghỉ ở trên trời đi, anh nhớ em nhiều lắm. Con nghe câu nói đó không Tấn? Đau lòng quá Tấn ơi.
con ra thú tội đi nha con. Con nghe lời cô đi, nhà nước phan hồng cho con. Nghe rồi con nhớ thương con. Thằng Sơn, con Linh và thằng Sơn, nó cũng cần vòng tay của con ấm áp lắm. Tuy gần giận thì nói vậy, chứ điều nó cũng phải cần con nha con. Nghe Tấn, con né cái cô lên cái này á, nếu con xem được thì con phải quay đầu trở lại liền nha Tấn. Cô khuyên con đó, cô không còn chữ bên con nữa. Tại vì ở cái câu nói thằng Vũ á, cô rất đau lòng lắm. Ai cũng phải vậy. Nghe, nếu mà con nghe được cái kinh này của cô thì cô khuyên gia đình của con đừng nên sai lầm xuống cái con đường gai góc nữa, kiếm đường ngay thẳng mà đi đi con. Nghe con. Đó, cô có đôi lời khuyên con bao nhiêu đó thôi. Còn cái tôi có đôi lời điểm thứ năm tôi nói cho cái ông ngồi thiền. Tôi nói cho anh ngồi thiền nè. Anh lên anh ngồi thiền mà anh nói là cái đường tu của anh ngồi thiền mấy chục năm. Thôi bây giờ tôi nói anh nè, anh ngồi thiền anh đi xuống đi anh. Anh đừng ngồi nữa. Anh nghe cái câu thằng Vũ nói anh đau đớn không mà anh lên anh binh thằng Tấn. Anh lên anh binh thằng Tấn như vậy, bây giờ tôi không chữ anh nữa. Bỏ hổm tôi chữ anh chứ giờ tôi không chữ mà tôi khuyên anh. Anh đừng nên nói bậy nói bạ nữa. Bây giờ anh á, sám hối đi rằng anh chuộc lỗi lầm cái lời ăn tiếng nói của anh lại đi. Cái lời ăn tiếng nói anh nói cái kinh trước đó, anh nói là thằng Tấn nó khổ 100, 1000 lần đó. Thôi giờ tôi có cái tánh của tôi á, tôi không có muốn người tu mà lại đi nói tầm bậy tầm bạ như vậy. Nay tôi khuyên anh bỏ hổm tôi có chữ anh thật. Thôi nếu anh có nghe được kinh này á, tôi nói thật với anh á, thôi anh đi tu đi nghe. Anh á, đừng có ấy nữa, anh xuống núi đi. Anh tu tại gia đi, anh đừng ngồi thiền nữa. Anh ở trong gia anh làm phải đi. Anh làm phước, làm lành này, anh chuộc lỗi lời cái lời nói của anh đi nghe. Tôi cho anh biết gì đó. Bị gì á, cái chuyện này nó không có chìm xuồng đâu anh. Tôi bảo đảm với mấy ông hai tuần nữa, nếu vụ án này không ra đó, tôi cam đoan với mấy ông liền. Tôi nói thật, tôi đã nắm rõ vụ án này hai tuần nữa phải ra. Thôi cô có nhiều lời thôi, cô nói với con như vậy. Cô con có việc đăng lên đi. Rồi nếu cô phải thì cho cô phải, mà nếu cô quấy thì cho cô quấy. Nha, vậy thôi, cô chào các con nha.